Với mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, đồng thời chính phủ đã cam kết tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 sẽ đạt trung hòa carbon vào năm 2050. Chưa bao giờ vấn đề năng lượng bền vững cho sự phát triển của đất nước lại nóng như thời gian gần đây. Trong bối cảnh ấy, những yêu cầu về cơ chế chính sách, giải pháp phát triển năng lượng Việt Nam bền vững đang dần được hoàn thiện. Trong những năm qua, nhà nước khuyến khích phát triển điện gió, điện mặt trời với giá mua điện rất hấp dẫn. Điện mặt trời là 9,35 US cent 1 kWh, điện gió là 8,8 US cent 1 kWh. Với cơ chế này, trong thời gian ngắn, các nhà đầu tư ồ ạt xây dựng các dự án điện gió, điện mặt trời và điện mặt trời áp mái, bổ sung thêm công suất cho hệ thống điện Việt Nam. Hiện nay, tỷ lệ điện gió và điện mặt trời chiếm khoảng 27% tổng công suất hệ thống. Tuy nhiên, với thực tế cung ứng điện thời gian vừa qua và nghiên cứu của các chuyên gia, miền Bắc có nguy cơ tiếp tục thiếu điện khi 2 năm tới chưa có nguồn điện mới nào được bổ sung vận hành tại khu vực này bởi quy hoạch điện 7 và điện 7 điều chỉnh phê duyệt 37 dự án nhiệt điện, tổng công suất trên 35.100 MW, vận hành đến 2020, nhưng hiện mới có gần 49% dự án trong số này vận hành đúng tiến độ. Số còn lại là hơn 14.700 MW, dừng triển khai hoặc không khả thi. Tại miền Bắc có 6 dự án nguồn điện lớn bị chậm tiến độ hoặc không đầu tư tiếp như An Khánh, Na Dương 2, Cẩm Phả với tổng công suất hơn 4.200 MW. Trong giai đoạn 5 năm sắp tới, nếu chúng ta triển khai không khéo đó thì cái chuyện thiếu nguồn vẫn có thể xảy ra. Tức là tôi hết sức là chia sẻ. Ở đây chúng ta có mâu thuẫn là chúng ta phải cắt giảm nguồn nhiệt điện than. Chúng ta tổ chức triển khai những cái nguồn nhiệt điện khí và khí LNG. Nhưng mà sự thật là chúng ta tổ chức triển khai như thế nào? Tổ chức triển khai như thế nào thì mới đạt được kết quả? Và nếu chúng ta tổ chức tốt thì may ra mới có thể là đảm bảo không thiếu nguồn. Còn nguy cơ thiếu nguồn chúng tôi thấy rằng vẫn có thể. Trong báo cáo mới đây, với mức tăng giá điện 3% từ cuối tháng 4, doanh thu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng khoảng 8.000 tỷ đồng. Và nếu thanh toán tiền điện theo đúng hợp đồng, thì theo tính toán, dự kiến bắt đầu từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023, EVN sẽ thiếu hụt dòng tiền. Nếu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tiếp tục bị lỗ, ngành điện sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Để bảo đảm dòng tiền thanh toán chi phí mua than, dầu, khí, phục vụ sản xuất điện, hiện EVN đang còn nợ tiền của các đơn vị phát điện. Trong thời gian tới, EVN có khả năng không cân đối đủ tiền để thanh toán chi phí mua điện cho các đơn vị này, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của các nhà máy điện và ảnh hưởng đến việc cung cấp đủ điện. Tại cuộc họp về cơ chế chính sách bảo đảm phát triển năng lượng bền vững, EVN đã kiến nghị tiếp tục tăng giá điện trước áp lực tài chính, thiếu hụt dòng tiền. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa diễn ra, Bộ Công Thương cũng đã chia sẻ về đề xuất điều chỉnh giá điện bình quân tối thiểu 3 tháng một lần, rút ngắn hơn so với quy định hiện hành là 6 tháng. Theo cái quyết định số 24/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã quy định là EVN có thẩm quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân ở dưới 5%, cụ thể là từ 3% đến dưới 5%. Và cái quy định này thì nhằm đảm bảo cái mức độ tự quyết của doanh nghiệp trong khung giá đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và với cái biến động, cái thông số đầu vào chủ yếu ở đây là giá nhiên liệu, kết quả tính toán cho thấy là giá điện cần điều chỉnh tăng. Sức ép về vốn, nhiên liệu hay các vướng mắc về pháp lý, thủ tục phức tạp là những lý do khiến nhiều dự án nguồn điện tại quy hoạch điện 7 và 7 điều chỉnh không kịp vận hành. Theo các chuyên gia, nguồn điện than có thể vận hành từ nay đến 2030 khoảng 3.100 MW, trong khi nhu cầu tiêu dùng điện tại phía Bắc là gần 11.000 MW, tức nguồn cung chỉ đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu. Chúng ta thấy là sơ đồ điện 7, không đáp ứng được với lại cái yêu cầu. Quy hoạch điện 8 thì cũng còn rất tiến bộ nhưng rất còn nhiều nghi ngại. Quy hoạch năng lượng quốc gia lẽ ra cái đấy phải có trước rồi mới quy hoạch điện. Chúng ta bị co kéo rất nhiều thứ cho nên là nó không tuân theo cái quy luật. Mà cái kiến nghị ở đây là điều phối vĩ mô, chúng ta bám được vào cái quy luật thị trường thì mọi thứ nó sẽ trở nên đơn giản.
Tại dự thảo đề án quy hoạch điện 8 do Bộ Công Thương trình Chính phủ vào tháng 4 năm 2022, được Hội đồng Thẩm định quy hoạch điện 8 thông qua đã đáp ứng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 55 NQTVK và cam kết của Việt Nam về phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại Hội nghị COP26. Thị trường năng lượng tái tạo cần có các chính sách và thủ tục pháp lý rõ ràng để tăng sự quan tâm của các nhà đầu tư. Đồng thời, các cơ quan quản lý cần đưa ra các chính sách với các điều kiện tạo ra môi trường đầu tư ổn định và có thể dự đoán được, giúp vượt qua các rào cản và bảo đảm dự đoán được dòng doanh thu của các dự án. Tôi cho rằng là cái vấn đề chuyển đổi năng lượng, từ cái năng lượng hóa thạch, năng lượng truyền thống sang năng lượng mới, năng lượng tái tạo là một cái hướng đi đúng. Và chúng ta thấy rằng chúng ta đã nhận thức đúng, nhưng tôi cho rằng hành động chưa đủ. Thứ nhất là tôi cho rằng là những cách làm của chúng ta đang có tính chất là thăm dò. Cái thứ hai nữa là tôi cho rằng là nhiều cái vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, vì đây là vấn đề khá phức tạp, đây là cơ chế mới, đây là một trong những cách nhìn nhận mới, cho nên là có những bước thăm dò là chậm trễ. Thực tế cho thấy, ngành năng lượng nói chung và ngành điện nói riêng đều cần nguồn vốn rất lớn để bảo đảm cho sự phát triển và tính bền vững của năng lượng Việt Nam. Theo quy hoạch điện 7 mở rộng giai đoạn 2016-2020, chúng ta cần vốn đầu tư là 7,9 tỷ đô la Mỹ một năm, giai đoạn 2021-2030 là 10,8 tỷ đô một năm. Theo dự thảo quy hoạch điện 8, từ 2021 đến 2030 là 12,8 tỷ đô la Mỹ một năm. Tôi có là tài trợ, có những cái khoản tài trợ lên đến hàng trăm triệu đô và hàng chục nghìn tỷ đồng cho các cái dự án năng lượng tái tạo. Trong đó bao gồm cái điện mặt trời áp mái, điện gió và các cái điện trang trại. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng tài trợ là cho hàng chục ngàn tỷ đồng cho những cái dự án nông nghiệp công nghệ cao. Và như thế có nghĩa là chúng tôi đang tiên phong trong lĩnh vực xanh hóa các cái lĩnh vực của cái nền kinh tế. Ngân hàng chúng tôi có một cái gói tín dụng khoảng 300 tỷ đồng để phục vụ cho các cái doanh nghiệp, các cá nhân mà có các cái nguồn vốn đầu tư về năng lượng, về điện áp mái, về điện mặt trời. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng phải tính toán cho doanh nghiệp có một mức giá đủ để vận hành nhà máy. Có thể xem xét mức giá mua điện mới giảm khoảng từ 8 đến 10% so với giá theo quyết định 39 TTG để phù hợp với tình hình mới và hài hòa giữa các bên. Sớm gỡ vướng cho các dự án năng lượng tái tạo, hoàn thiện quy trình với chính sách phát triển theo hướng tạo điều kiện, bảo đảm hoàn vốn và có lợi nhuận, ưu đãi về thuế và đất đai, cạnh tranh công bằng thì mới có thể thu hút nhà đầu tư. Tôi cho rằng chúng ta phải có những bước đột phá, ít nhất là về cái giá. Trong cơ chế thị trường, cái giá cả nó là tâm điểm, nó là cái căn cứ để hoạch định chính sách. Mà nếu cái giá bán điện nó thấp quá thì không thu hút được nhà đầu tư. Mà nếu như mà nhà giá bán điện cao quá thì lại cái người tiêu dùng và cả cái hộ sản xuất kinh doanh thì chi phí lại lớn. Do đó tôi cho rằng cần tìm một cái điểm tối ưu. Về điểm tối ưu đó phải là trên cơ sở cái sự chia sẻ rủi ro và đồng thời chúng ta phải là cộng đồng về lợi ích với nhau. Sớm ban hành cái kế hoạch. Đã có phê duyệt cái quy hoạch rồi thì sớm ban hành cái kế hoạch. Thì khi có kế hoạch rồi á thì cũng đề nghị Bộ Công Thương là có cái hướng dẫn cách làm. Đây là một phương pháp mới đó. Vấn đề tiếp theo á là phải có cái giá, cái cơ chế giá rõ ràng. Hệ thống năng lượng Việt Nam những năm qua phần lớn dựa vào nhiên liệu hóa thạch. Mức sử dụng năng lượng đã tăng 5,5 lần trong 3 thập kỷ qua. Sự dịch chuyển sang năng lượng tái tạo có thể mang lại những thay đổi căn bản về phạm vi và tác động của các nguồn nhiên liệu hóa thạch. Phát triển năng lượng bền vững, theo các chuyên gia, trong thời gian tới, cần tiến hành cân bằng công suất, điện năng, xác định khối lượng các dự án điện mặt trời, điện gió và các nguồn năng lượng tái tạo cần xây dựng trong giai đoạn 2023-2025 và 2030. Việc cân đối được tiến hành theo từng vùng, miền để xác định công suất mỗi loại cần đưa vào trong từng năm của mỗi vùng miền, đề xuất cơ chế sử dụng đất cho phát triển các dự án năng lượng tái tạo. Mặt khác, để quản lý hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo biến đổi quy mô lớn, tính linh hoạt phải được thực hiện trong tất cả các lĩnh vực của hệ thống năng lượng, từ phát điện đến hệ thống truyền tải và phân phối, lưu trữ, cả điện và nhiệt và phía cầu. Vấn đề xã hội hóa rất cấp thiết để thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia cả nguồn điện và lưới truyền tải. Còn nhiều điều chưa rõ ràng về bàn giao lưới truyền tải, vận hành lưới cần được luật hóa rõ ràng hơn. Thách thức cho chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam thì về cơ chế chính sách, cái khung pháp lý nó phải được điều chỉnh nhanh chóng. Những cái bài học kinh nghiệm như ví dụ như của Đức là cái khung pháp lý về luật năng lượng tái tạo của Đức sẽ được điều chỉnh liên tục. Là trong khi của chúng ta, một cái ví dụ là cho phép các thành phần kinh tế được đầu tư vào lưới điện truyền tải. Tuy nhiên, cho đến bây giờ đã một năm rưỡi đã qua nhưng vẫn thiếu các cái điều kiện để triển khai. Thì chúng ta chậm trễ trong vấn đề này thì sẽ
gây ra những cái vướng mắc rất lớn. Thì để thực hiện cái nghị quyết 23 thì chúng tôi thấy rằng là từ nay đến 2050 thì chắc chắn sẽ đạt. Đặc biệt là sau cái COP26, Thủ tướng đã cam kết về cái bình ổn carbon, dung hòa carbon. Đấy thì với cái dự án điện gió ELL thì chúng tôi tin chắc rằng là nó sẽ giúp rất nhiều để hiện thực hóa cái nghị quyết 23. Cũng như là các cái dự án trong giai đoạn tiếp theo. Tôi nghĩ rằng đó là một bước đi rất là cần thiết, rất là hợp với cái xu thế phát triển và hợp với cái đầu tư đối với lĩnh vực mới và tiềm năng. Thì cũng rất là mong là nếu địa phương mà được lấy ý kiến, chắc chắn là sẽ được lấy ý kiến, thì chúng tôi sẽ góp ý và sớm đề nghị chỉnh cho Quốc hội để ban hành hẳn một cái luật mà chúng ta làm cho nó bài bản, phát triển cho nó bền vững, cho nó rất là vừa phát huy được tiềm năng nhưng mà vừa tạo ra một cái thế và lực mới cho địa phương. Tiềm năng thủy điện của Việt Nam đã khai thác gần hết, nhưng điện gió và mặt trời vẫn còn nhiều. Điện gió có tiềm năng kỹ thuật khoảng 377 GW với 217 GW trên đất liền và 160 GW trên mặt biển. Điện mặt trời Việt Nam có tiềm năng kỹ thuật khoảng 434 GW, ngoài ra còn nguồn sinh khối từ phụ phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, để có thể phát triển năng lượng bền vững, các chuyên gia đề xuất cần quyết liệt, đột phá tạo cơ chế chính sách, điều chỉnh để bố trí các dự án quy hoạch điện 8 được triển khai thực hiện có lộ trình cụ thể từ bước lựa chọn nhà thầu, công tác xây dựng, thẩm định, phê duyệt chi phí nhằm triển khai có hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển năng lượng bền vững trong tương lai, đồng thời phải có cơ chế và chính sách để khuyến khích các nhà đầu tư bỏ vốn vào phát triển năng lượng. Núi lửa, cả hoạt động và không hoạt động, cũng có thể là một nguồn năng lượng điện nhiệt quan trọng biến các hoạt động khai thác sử dụng nhiều năng lượng thành các quá trình trung hòa carbon. Khái niệm này đòi hỏi đầu tư đáng kể vào nghiên cứu và công nghệ để hiểu địa chất và phát triển các phương pháp khai thác các tài nguyên này từ núi lửa. Một nhóm các nhà khoa học đến từ Tây Ban Nha đã có ý tưởng tạo ra năng lượng tái tạo từ núi lửa. Thiết bị này sẽ tạo ra đủ năng lượng cho một hộ gia đình cả ngày lẫn đêm. Một chiếc máy phát điện hoạt động bằng cách sử dụng lượng nhiệt bốc lên từ bên trong núi lửa. Nhóm các nhà khoa học đến từ thành phố Pamplona của Tây Ban Nha đang chuẩn bị kiểm tra xem ý tưởng của họ có thực sự hiệu quả hay không. Đây là một hệ thống mới, không giống như những hệ thống khác. Hệ thống mới này không yêu cầu phải có tuabin chạy bằng hơi nước, vì vậy nó không quá đồ sộ. Nhiệt kế hồng ngoại cho thấy nhiệt độ bề mặt là từ 33 đến 37 độ C, nhưng điều mà các nhà nghiên cứu quan tâm là nhiệt độ dưới lòng đất. Hơn 400 độ C dưới lòng đất và dưới 40 độ C trên bề mặt là một kết quả đầy hứa hẹn. Máy phát điện nhiệt mà chúng tôi chế tạo rất hiệu quả, cho phép chúng tôi chuyển nhiệt trực tiếp vào các module và biến nó thành năng lượng. Quá trình thử nghiệm tại vườn quốc gia trên đảo Lanzarote gần như đã được hoàn tất. Các nhà khoa học kỳ vọng những dữ liệu từ thử nghiệm này sẽ chứng minh tính hiệu quả của hệ thống. Chúng tôi có thể tiếp cận nguồn năng lượng này 365 ngày một năm, và chúng tôi muốn sử dụng nguồn năng lượng này để giúp vườn quốc gia tại Lanzarote có khả năng tự cung tự cấp năng lượng mà không cần đến nhiên liệu hóa thạch nữa. Dự án này được hỗ trợ kinh phí từ quỹ Next Generation EU của Liên minh châu Âu và sẽ còn tiếp tục được mở rộng. Sẽ có nhiều nhà máy năng lượng điện nhiệt được xây dựng trong tương lai. Dự án này hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích cho Lanzarote và cuộc cách mạng năng lượng của thế giới. Mặc dù có nguồn năng lượng điện nhiệt dồi dào ẩn bên trong trái đất, thế nhưng việc tiếp cận nó không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Các công cụ cần thiết để truy cập và khai thác năng lượng này một cách hiệu quả đã không tồn tại trong quá khứ. Có nghĩa là đã có sự đầu tư đáng kể vào các công nghệ điện nhiệt trong những thập kỷ trước vì nó được coi là nguyên nhân thất bại. Tuy nhiên, khi các chính phủ thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và hỗ trợ nghiên cứu cũng như đổi mới thành nhiều nguồn năng lượng xanh khác nhau, chúng ta đang dần hiểu rõ hơn về năng lượng điện nhiệt và cách chúng ta có thể khai thác năng lượng của nó.